Rồi hôm nay mình hướng dẫn anh em vẽ cá chép nhật cổ nha. Trước khi anh em phác, mình ghi vị trí mình cần vẽ. Ví dụ ở đây mình vẽ bắp tay ra một xíu ngực ha. Rồi anh em phác cái phần khung bắp tay với xíu ngực ra. Đấy, mình lấy cái định hình của nó trước. Tất cả đều phải phác trước, không có vội vàng làm vào một cái gì hết đấy. Rồi ví dụ vậy cá này, anh em xác định cái hướng cá đổ vào này. Ví dụ nó đổ vào ngực nha. Đấy, phát cho mình cái dáng nó trước, đừng có vội vàng làm một cái gì hết, để nó quẩy đuôi qua bên này nha, nó nhảy lên nha. Đó, miệng con cá này, để ý cái mũi nhọn nhất của cái miệng á là nó sẽ nằm theo đường sống lưng của nó nha. Rồi cái đầu cá đây, 1/4 con cá là cái đầu cá, cái vây quậy lên, cái vây quậy xuống, đang bơi lên mà. Đó, cái sườn cá này, anh em vẽ cái miệng con cá, anh em đang khó cái miệng con cá đúng không, nó nhọn nhất từ cái vùng chính diện cái chỗ sườn lưng anh em nha. Rồi sau khi phát sơ được con cá rồi, bắt đầu anh em phát những bộ cục xung quanh nè. Để đi với cá thường anh em sẽ phải có sóng đá nha anh em. Hình xăm với cá thì thường sẽ là sóng đá. Đấy, anh em bỏ sóng bỏ đá vào cho mình. Đặt ví dụ như gần sát cá thì sóng nó phủ ra rồi hắt ra này. Cảnh sóng thì anh em sẽ lót đá vào, bố cục nó sẽ như thế. Đấy, những cái phần tiếp theo anh em cứ theo kiểu mình phát, anh em sẽ biết ra tại sao nó đặt với nhau. Tức là con cá anh em đừng có để nó hiện toàn bộ con cá, phải có lớp sóng phủ qua nó một xíu. Đấy, sóng thì mình tô tông mờ rồi cho nên cảnh sóng mình sẽ đặt những cái tông đậm hơn một tí, ví dụ đá rồi cho nó đậm hơn một xíu, tăng cứng phẳng. Hoa thì anh em có thể kết hợp bỏ theo nhật thì cũng nên bỏ hoa sen nhé. Nhật thì anh em cứ bỏ hoa cúc hoặc là mẫu đơn. Còn ở đây mình sẽ kết hợp với lá phong đi cũng được, phong hoa anh đào đều ok nha anh em, thiên về nhật hơn. Thì ở đây mình sẽ làm theo lá phong. Đó, lá phong anh em cũng nên nhớ cho mình đặt những cái nó nằm ở trên cá này. Những cái nó nằm chìm ở dưới nó sẽ lộ một nửa hoặc là nó chìm một nửa, có dáng lên đuổi dáng đi lên rồi đi xuống này, rồi nghiêng cho nó thoải mái hình lên, đừng có bao giờ để chung cho nó một hướng hay là một cái quá giống nhau. Đấy, những phần tiếp theo anh em cứ theo mình phát là anh em sẽ biết được. Còn có những gì anh em chưa hiểu tại sao đặt chỗ đó như nào hay là tại sao vẽ nó như thế nào thì anh em cứ comment bên dưới cho mình sẽ giúp anh em trả lời nha. Tiếp theo anh em cứ theo mình nha.